làn da không chỉ cần được chăm sóc bằng cách rửa mặt, bôi kem chống nắng hay dưỡng da hàng ngày. Một số thực phẩm hay thói quen ăn uống cũng có thể là nguyên nhân khiến làn da lão hóa nhanh chóng hơn. Lão hóa da là quá trình tự nhiên của cơ thể, sẽ bắt đầu diễn ra từ năm 25 tuổi. Quá trình lão hóa xảy ra trong tất cả các lớp da, và những thay đổi trong các lớp này sẽ thể hiện lên về mặt da như là các dấu hiệu của lão hóa. Một số biểu hiện của lão hóa da như trên da xuất hiện những vết thâm nám, bề mặt da khô, ráp, rối loạn sắc tố da, da chảy nhão, có nhiều nếp nhăn. Những thực phẩm làm gia tăng sự lão hóa của làn da, thứ nhất là đường. Tiêu thụ quá nhiều đường trong chế độ ăn uống có thể có tác động tiêu cực đến nhiều sức khỏe. Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ, chế độ ăn uống chứa nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Sử dụng nhiều đường từ thực phẩm khiến hàm lượng hormone insulin tăng cao, từ đó dẫn đến những phản ứng viêm. Ăn nhiều đường cũng sẽ khiến các tế bào hoạt động quá tải, các phân tử đường kết hợp với protein tạo ra sản phẩm glycation cuối cùng. Đây là nguyên nhân làm hỏng collagen, một loại protein giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Mất đi collagen, da sẽ bắt đầu có xu hướng chảy xệ, hình thành các nếp nhăn sâu, dấu hiệu cho một làn da bị lão hóa. Vì vậy, nên ăn càng ít càng tốt các loại đường tinh chế như đường trắng hoặc các món có lượng đường cao như món tráng miệng, mứt, kem. Thứ hai, chất béo. Mặc dù chất béo là một phần hoàn toàn cần thiết và lành mạnh cho nhu cầu ăn uống hàng ngày, nhưng tiêu thụ quá nhiều chất béo có thể gây hại cho làn da. Ăn có nhiều chất béo, thực phẩm chiên rán khiến da dễ bị mọc mụn. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ cũng là nguyên nhân gây béo phì và rụng tóc. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrition, chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm tăng nguy cơ bị viêm da. Điều này có thể trực tiếp góp phần khiến làn da trông già hơn và không dễ dàng phục hồi sau căng thẳng. Thứ ba, thực phẩm chế biến sẵn. Một số thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, xúc xích, lạp xưởng, phi sông khói thường chứa nhiều muối và dầu mỡ, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là tình trạng tăng cân, tăng mỡ máu. Đây cũng là một trong những loại thực phẩm đẩy nhanh quá trình lão hóa da, khiến da xấu hơn và dễ nổi mụn. Bên cạnh đó, chất béo chuyển không chỉ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim, mà còn làm xơ cứng tắc nghẽn động mạch hoặc làm hẹp các mạch máu. Điều này gây suy yếu lưu lượng máu đến da, dẫn đến lão hóa sớm và hình thành nếp nhăn. Điều này là do quá trình chiên rán có thể giải phóng các gốc tự do, góp phần làm cho cơ thể có một lượng dư thừa các hợp chất gây hại này và gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, trong đó có thể ảnh hưởng làn da bị lão hóa và suy yếu độ đàn hồi. Thứ tư, thịt đỏ. Các loại thịt đỏ có khả năng tạo ra các gốc tự do khi được hấp thụ vào cơ thể, gây ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ và tái tạo collagen của da. Một nghiên cứu gần đây của Viện Sức khỏe Cleveland Clinic ở Mỹ cho thấy mức độ cao của carnitine, một hợp chất dồi dào cho động vật, có thể gây đông cứng làm thành mạch máu khiến da nhăn nheo. Tuy nhiên, trong thói quen ăn uống hàng ngày, bạn cũng không nên kiêng hoàn toàn thịt đỏ, bởi chúng cũng cung cấp rất nhiều protein và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Thứ năm, muối. Khi ăn quá nhiều muối, các ion natri nhiều lên sẽ phá vỡ sự cân bằng của da, dẫn tới sự mất nước của các tế bào, đặc biệt là các tế bào da. Từ đó, da trở nên khô, mất tính đàn hồi và khiến cho quá trình lão hóa da diễn ra nhanh chóng hơn. Nhiều loại thực phẩm đóng hộp được bảo quản bằng natri có thể khiến cơ thể tích nước, xảy ra hiện tượng sưng húp, kéo theo các hiện tượng da trùng nhão, chảy xệ, da bị lão hóa. Thứ sáu, thực phẩm cay nóng. Một số thực phẩm cay nóng như ớt, hạt tiêu có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất, nhưng nếu ăn quá nhiều thì lại không tốt cho làn da. Vì thực phẩm cay nóng có thể là nguyên nhân gây giãn mao mạch ở một số người dễ bị mọc mụn trứng cá hoặc đang trong thời kỳ mãn kinh. Ăn nhiều thực phẩm cay nóng khiến cho làn da bị chảy xệ, mất độ đàn hồi. Thứ 7,
uống quá ít nước. Nhiều người có thói quen uống quá ít nước trong ngày, đặc biệt khi trời mùa đông thì việc uống nước càng khiến họ ngại ngần hơn. Một nghiên cứu từ nghiên cứu y sinh và dược phẩm cho thấy những người tiêu thụ hơn 2 lít nước mỗi ngày so với những người ít hơn 2 lít có nhiều nước hơn trong da của họ. Điều này cũng ảnh hưởng tích cực lên các chức năng khác của da. Nước đóng vai trò duy trì sự cân bằng nội bộ và chức năng mô của làn da. Vì vậy, uống đủ nước mỗi ngày là cách để duy trì làn da trẻ trung và khỏe mạnh. Thứ 8. Cà phê. Caffeine trong cà phê được coi là nhóm thực phẩm gây hại cho sức khỏe. Sử dụng quá nhiều cà phê sẽ tạo ra những tác dụng phụ lớn như là mất nước trong cơ thể, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, rối loạn sự trao đổi đường trong cơ thể. Uống nhiều caffeine còn khiến da bị kích thích, thấy đỏ, hình thành nhiều nếp nhăn trên da vì nó khiến da bị mất nước. Để duy trì làn da của bạn phụ thuộc vào các yếu tố khác như ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn và chăm sóc da đúng cách. Dưới đây là một số điều bạn nên để duy trì làn da khỏe mạnh. Giữ đủ nước. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng bao gồm protein, chất xơ và chất béo tốt. Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn và đường. Tránh hút thuốc. Hạn chế uống rượu. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Ngủ đủ từ 7 cho đến 9 tiếng mỗi ngày. Giảm căng thẳng. Chỉ rửa mặt 2 lần mỗi ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ không có mùi thơm. Dưỡng ẩm đầy đủ.